À vâng, xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một con đài khá là thú vị của hãng Panasonic. Nó có cái tên mã rất gọn là DT35. Ở cái model này em thấy cũng ít khi xuất hiện ở trên YouTube. Em nhớ không nhầm thì cách đây vài năm em đã từng có một con, và mãi đến bây giờ thì mới có một con kế tiếp. Trước khi đi vào phân tích chi tiết về cái model này thì em xin mời các bác chúng ta nghe một đoạn radio trên dải sóng FM. Rất may mắn con này có FM đến 108. Chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng, không để đứt gãy nguồn cung, như là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân, nhất là trong các dịp lễ Tết cuối năm, mùa du lịch khi nhu cầu tiêu dùng thường tăng cao. Đối với các mặt hàng nhà nước quản lý, các dịch vụ công đang triển khai lộ trình thị trường, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu phải có kế hoạch cụ thể về lộ trình, thời điểm điều chỉnh, mức độ điều chỉnh, tính toán tác động đến mặt bằng kinh tế xã hội và mục tiêu kiểm soát lạm phát từng giai đoạn. Việc điều chỉnh giá. Em đang lấy sóng đưa về cái dải 91 MHz xem nào. Hiện tại ba miền Bắc Trung Nam để nghe. Còn bên công chức biên tập viên Minh Mi xin nghe nguội là trẻ mãi không già, để sang cái chất giọng mà để bao nhiêu người Khái là yêu mến. Dạ. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến qua nào đến thứ năm thì Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế. Đây là sóng chung này. Về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9, chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng phương án điều chỉnh giá điện và đề xuất thời điểm điều chỉnh phù hợp. Ở con đài của chúng ta nó có một cái bề rộng là tầm khoảng 47 cm, với một cái cấu hình cũng tương đối. Nó có hai cái củ toàn dải kích cỡ là 10 cm, màng giấy gần xếp, cửa đĩa nó được đặt cách điệu ở vị trí trung tâm. Khi các bác xài những cái con đài bom bốc kiểu như thế này của Panasonic thì các bác sẽ cứ ngỡ là cái cửa băng cassette nó nằm ở giữa, nhưng không phải, cửa đĩa nằm giữa và hai cái cửa băng cassette được đôn lên vị trí bên trên. Đối với cái con này thì em bao dải sóng FM bắt tốt, FM 108 bắt tốt. Và bây giờ em sẽ test một đoạn đĩa CD. Quả này thì em chỉ test thôi nhé. Cái khay đĩa CD nó được làm cách điệu khá là đẹp. Riêng đĩa CD thì em chỉ test demo, không bao chạy. Cho dù nó chạy thì em bảo là nó hỏng rồi. Tất cả những bác mà theo dõi kênh của em lâu năm, lâu ngày chắc là biết cái phong cách làm việc của em. Em next bài. Bài 4 này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vây bé đông nơi Pratna tiền đất nơi hà mai ní thua ôi chứ chấp một hấp nách tiếp cứ nhuôn dung con chứ chấp chung ở đài đã được em tháo ra vệ sinh sạch sẽ từ trong ruột ra đến ngoài. Thực ra thì đối với một cái con đài thì cái vấn đề chạy cái đĩa nó cũng không có gì đáng nói. Mà theo em nghĩ ở trên cái model này, cái thành phần đáng nói nhất mà nó làm mất nhiều thời gian của em nhất, đó chính là hai cái bộ cờ cassette. Tại sao lại như vậy? Là bởi vì các bác thấy trong thời gian vừa qua thì em cũng là một trong những cái thằng rất chịu khó đưa lên bán những cái lô băng cassette dòng băng một nước của Nhật. Và tất nhiên là khi em là một cái thằng chuyên bán băng mà bây giờ bán một cái đài mà nó có hai cửa băng cassette thì tất lẽ dĩ ngẫu là em cũng sẽ phải muốn làm cho hai cái cửa băng ít nhất nó cũng phải chạy lên được, hát tương đối, như người ta gọi là có một cái sự liên quan. Mình bán băng thì mình phải cố gắng bán ra những cái đài mà cửa băng nó còn chạy. Và bây giờ em sẽ test hai cái cửa băng này. Em đã tháo hai cái dàn cơ này ra và dùng chổi lông phẩy phết sạch sẽ tinh tươm, mất rất nhiều thời gian đây à, không sung sướng gì đâu. Bây giờ em sẽ gạt về cassette này của phụ nữ tại nơi làm việc. Chúng ta sẽ nghe một đoạn bằng cassette. Đời đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn. Anh hiểu dùm em nào muốn dầu sao bởi tình duyên trái em vì chưa hiểu nên đành cầm nín cho đẹp lòng. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào chăm đắng muôn cay. Đó là cửa 2. Giờ cho sang cửa 1 nha. Tóc là ngôi bà thư tình. Anh xin gửi lại em và tất cả cuộc vui anh cũng xin trả lại em. Dù mãi em theo chồng đời đời em vẫn nhớ mãi mối tình. Như vậy là hai cửa băng cassette chạy khá là tốt. Em xin phép dừng ở đây. Không hiểu tại làm sao mà điện thoại của em nó chỉ cho phép quay 10 phút. Vâng, như vậy là anh em chúng ta cũng đã trải qua 3 phân đoạn test. Test nghe radio FM 108, test đĩa CD và test hai cửa băng tape cassette. Em nghĩ đây là một cái kèo rất thơm dành cho những bác yêu thể loại băng cassette. Tuy là em không bao chạy, lý do là như thế này. Em mất rất nhiều công trong cái vấn đề gọi là làm vệ sinh hai cái cửa băng cassette. Nhưng mà dây cua roa ấy, thì nó vẫn là dây zin, dây zin của nhà sản xuất. Mà em thì không dám chắc là nó đứt vào lúc nào. Do vậy em không dám bao chạy, em chỉ dám bao zin, đầu từ, bánh tì, hệ cơ còn ngon, chứ không dám bao chạy. Bởi vì là khi bao chạy mà bán cho ông nào đấy thì ông ấy mua của em về được 37-21 ngày mà dây cua roa nó đứt là ông ấy gọi điện, ông bắt đền em. Lúc đấy là chết mẹ em rồi. Đó, đấy là chính là cái lý do vì sao mà em không dám bao chạy phần cassette. Phần đĩa CD cũng vậy, em chỉ test demo không bao chạy được. Nói rất rõ. Như vậy ở trên cái con đài DT35 này, em bán nó ra với tư cách của một cái radio FM 108 nha.
em bao radio FM bắt tốt, tất nhiên cả dải sóng AM sóng chung cũng bắt tốt. Vậy thôi, những tính năng khác em chỉ test demo không bao chạy, nói rất rõ để tránh những cái khiếu nại không đáng có. Chúng ta sẽ soi một chút ở phía sau. Dầu anten zin, đây là hộp chứa pin này. Khi chúng ta cậy ra thì chúng ta thấy là nó cho phép lắp một mớ pin, lắp 8 quả pin, dòng pin đại. Tức là con đài này là đài 12V. Có một cái điểm lưu ý này, đối với bác nào mà mua cái con đài này, ví dụ như là muốn lưu cái sóng radio mà chúng ta dò được, thì bắt buộc bác phải lắp vào đây mấy cái quả pin tiểu. Đó, tức là bên trong, phía bên trong của pin pin đại là mấy quả pin tiểu chúng ta lắp vào để nó lưu nhớ sóng đài cho chúng ta nha. Và đài được sản xuất vào năm 1998 với cái số series con đuôi là 9771. Rất may mắn là em lụng được một cái sợi dây nguồn, tuy là nó hơi chảy, đây em có bọc bằng dính, như vậy là khách hàng yên tâm là con đài này có dây nguồn kèm theo nha. Chứ thời gian vừa rồi là em bán đài không có dây nguồn kèm theo đâu. Đây là cái thông số đọc hơi khó đấy ạ. Panasonic RX-DT35, điện áp AC 100V, công suất tiêu thụ 15W, điện áp DC 12V, lắp 8 quả pin. Điện áp để nuôi cho đồng hồ, nuôi cho hệ thống nhớ đài là lắp 4 quả pin tiểu. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Ghi rất rõ, 4 quả pin tiểu. Đài liên lạc không bể vỡ. Thật lòng mà nói, đây là một cái con đài được mua về theo hình thức đấu giá qua mạng đấy ạ. Chứ nó không phải là đài hàng bãi đâu. Do vậy nhan sắc nó còn tương đối, chứ nó không đến nỗi te tua bầm dập nhiều lắm. Có cái là trong cái quá trình mà vận chuyển từ ở bên kia về ấy, thì nó cũng có vấn đề. Cái vấn đề ở đây là gì? Nó là cái cửa đĩa đây này. Một cái bên nhựa nó gài để giữ cái lò xo bên cửa đĩa bên này là nó gãy nha. Đấy, báo như vậy để bác khách nào mua biết trước được tinh thần. Nó gãy hơi hiểm, do vậy em thua, không có cách gì để gắn. Do vậy là khi chúng ta xài đĩa phải hết sức lưu ý, có một, hai bên nó đều có hai cái lò xo, tác dụng của nó đẩy cái cửa ra. Thế thì một cái lò xo ở bên bên phải này là cái chân nhựa nó giữ cái lò xo nó gãy rồi, bên tay trái là còn, báo rất rõ nha. Nhưng đủ thể hiện sống đất. Em kết nhất được cái hệ thống đèn ở cái cửa đĩa này, nhìn nó đẹp. Con đài của chúng ta có một cái chất âm khá là hay ở trong cái tầm tiền của nó. Và bây giờ em xin kết luận như sau. Con Panasonic DT35 là một con có một cái kiểu dáng khá là độc đáo, với ưu thế là có FM 108, xài đơn giản đó, có đĩa CD nhưng em không tính đến, có hai cửa băng cassette em cũng không tính đến. Cho dù hai cái thứ không tính đến này, nó vẫn đang chạy tốt nha. Giá thì em đã đề ở ngay tiêu đề video rồi. Em nghĩ đây là một con hết sức xứng đáng để móc tiền ra ẵm về. Và bác nào có nhu cầu muốn sở hữu nó thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em đề ở phần chú thích bên dưới. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.
mai này thuyền hóa vui đón em về cùng bên ta đường đời.